Sư cho con hỏi, tỳ kheo ni và tu nữ có khác nhau hay không? Tại vì con nghe trong kinh Đức Phật không cho thành lập ni đoàn. Thì xin thưa là hai bên khác nhau ha. Tỳ kheo ni thì nó khác với tu nữ. Tỳ kheo ni á là cái giới của tỳ kheo ni nó khác với cái giới tu nữ. Tại vì tu nữ giữ có 8 giới à. Tu nữ giữ có 8 giới à. Nó giống như là một cái người mà giữ bát quan trai giới trọn đời. Thay vì quý vị là cư sĩ á, quý vị là cư sĩ á, thì quý vị giữ bát quan trai giới lâu lâu quý vị mới giữ một lần. Còn tu nữ á, thì họ giữ bát quan trai giới mà họ giữ trọn đời ha. Thì nó khác. Hơn nữa tu nữ thì mang cái hình tướng của cái sự xuất gia, có nghĩa là cái sự viễn ly gia đình, sống đời sống không gia đình đó, thì nó sẽ khác với cư sĩ, nhưng mà lại không phải là tỳ kheo ni. Tại vì tỳ kheo ni á, là cái giới hình như là hơn 300 giới. Tại vì tỳ kheo ni của hệ phái Nam truyền thì khác rồi, thì nó không còn nữa, cho nên là sư cũng không có nhớ là tỳ kheo ni là bao nhiêu giới, hình như là hơn 300 giới. Còn tu nữ thì chỉ có 8 giới thôi, khác nhau nhiều lắm đó. Và xin thưa là Đức Phật không cho thành lập ni đoàn thì không phải nha. Trong kinh Đức Phật không cho thành lập ni đoàn là không phải. Mà ban đầu á, Đức Phật từ chối cái việc là thành lập ni đoàn là do bà Gotami đó, bà xin, nhưng mà Đức Phật từ chối. 3 lần Ngài Ananda thỉnh cầu, thì khi đó Đức Phật cho phép thành lập ni đoàn với điều kiện là phải thọ trì bát kính pháp đó, chứ không phải là Đức Phật không cho thành lập ni đoàn. Còn thời nay á, là không còn đủ điều kiện để thành lập ni đoàn, chứ không phải là không cho hay là không muốn, mà có muốn thì cũng không có đủ điều kiện để thành lập ni đoàn. Bây giờ chỉ có một cách mà thành lập ni đoàn được á, mà ni đoàn của Phật giáo Nguyên Thủy á, được á, là gì? 10 vị tỳ kheo tăng á, do nghiệp vị đó, cái nghiệp á, nó tự chuyển đổi giới tính của vị đó thành tỳ kheo ni thì được. Đấy. Chứ còn không, ngoài ra không còn cách nào khác. Đấy, chứ không có nói là mình đi Thái Lan nha, Thái Lan không tính nha. Đó. Là tại sao vị tỳ khưu mặc y phải chú nguyện, nó có nghĩa là gì, và sa di không chú nguyện có phạm tội hành phạt không? À,